Thưa quý vị, là đơn vị thường trực chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, có mặt trực tiếp tham gia giải quyết tại các điểm nóng, các vụ việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, tạo niềm tin cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, xin giới thiệu đôi nét về lực lượng này. 19 giờ hàng ngày, khi thành phố lên đèn, khi mà các gia đình đang cùng nhau vui vẻ bên mâm cơm thì cũng là lúc lực lượng cơ động xuất quân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đề nghị các đồng chí nâng cao vai trò trách nhiệm của mình vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, các tổ tỏa đi khắp các địa bàn, bắt đầu từ những tuyến đường lớn, không kể nắng hay mưa, nóng hay rét, hành trình tuần tra vũ trang bắt đầu từ 19 giờ trên tất cả các tuyến đường, các khu tập trung đông người, khu vui chơi giải trí có nguy cơ cao về giao thông, gây rối, mất an ninh trật tự. Các tổ được chia nhỏ thành nhiều đội cùng tuần tra trên nhiều địa bàn. Tất cả đều được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Thông qua công tác tuần tra, kết hợp kiểm tra hành chính nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đối tượng nghi vấn có biểu hiện vi phạm pháp luật như vận chuyển chất cấm, ma túy, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Đối với trường hợp là bị mãn tạm giữ, nhất là em chưa đủ tuổi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện tham gia giao thông lạng lách đánh võng như đường bộ, bây giờ mời em về tổ công tác làm việc. Tổ chúng tôi tuần tra từ 18 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, anh em luôn đảm bảo khoảng cách theo đúng quy định, quy trình tuần tra kiểm soát, và có khi có vấn đề gì thì anh em sẽ hỗ trợ để xử lý, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác huấn luyện, lực lượng cơ động luôn luôn đảm bảo trên 70% quân số sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Với những đợt cao điểm, những dịp lễ Tết là duy trì 100% quân số. Nhờ vậy, những năm qua, lực lượng cảnh sát cơ động không chỉ thực hiện tốt vai trò đơn vị thường trực chiến đấu, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, trong quá trình tuần tra đã xử lý hàng trăm hành vi vi phạm giao thông, thu nhiều hung khí tự chế, phát hiện bắt giữ 6 vụ vận chuyển tàng trữ ma túy. Đồng thời, tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, phối hợp cùng với các đơn vị chức năng khác, đấu tranh triệt phá các vụ việc vi phạm pháp luật lớn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phối hợp, thì tinh thần của anh em cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động đặc biệt nhiệt tình, không sợ khó, sợ khổ, không sợ nguy hiểm, và có những cái phương án đưa ra rất là hợp lý, kịp thời để đảm bảo cái việc hiệu quả nhất công việc, mà đặc biệt là an toàn cho mọi lực lượng. Tôi bán nước ở đây cũng được vài năm rồi, thì tôi thấy là cứ đến chiều tối nào là bên công an cơ động là họ cũng đi tuần, đi tới tầm chập tối là đi vòng quanh khu quảng trường các thứ nữa. Vài năm về đây là cũng không thấy các cháu nó đua xe tụ tập đánh cãi chửi nhau, là cũng không thấy, rất là an tâm ở đây. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng cảnh sát cơ động cũng luôn sẵn sàng có mặt khi có lệnh. Những năm qua, cảnh sát cơ động luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với các lực lượng khác đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn.